Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục clip hôm nay là em về được một con Amly 67 đại tra, thì cũng mới vừa tháo đây, đang vệ sinh luôn. Thì vừa vệ sinh xong là em vào test ngay ha, cũng quay luôn cho anh em các bác, để anh em bác nào yêu thì phone ngay cho em 67 đại tra, đẹp lung linh. Về máy thì ok. Thì đây là nắp lưng này, ốc á em ở đây đó nha. Nắp lưng này, nắp lưng thì nguyên hiện hết nha anh em nhé, có cái dấu trầy này, trầy này bình thường nè, nắp lưng ha. Có sao như vậy nè, cái lông mèo đây nè. Nhưng mà đẹp, tổng thể là nắp lưng đẹp, không cấn mớp, không bể gì hết đó, để cho anh em yên tâm. Rồi về máy thì quá ok, con này còn khá là đẹp anh em, lòng phèo là trắng phao, anh em thấy nhìn cái tổng thể là anh em hiểu rồi. Về cái đầu đẹp ha, ốc còn sáng giới luôn nè đó, mặt miết là quá sạch sẽ đẹp đẽ luôn, anh em xem này đó, rất đẹp luôn nè anh em nha đó. Đây nè nha, rất đẹp luôn ha. Bộ còn sáng giới xanh chành luôn. Rồi đó, đây là về tổng thể này, rất là đẹp ha. Anh em thấy sexy, còn trắng phao ha. Đó, đây cái mặt mũi của nó đây nè, mặt mũi đẹp lắm, chữ nghĩa còn rõ bân luôn. Rồi anh em thấy ha, nút bọng này, sạc bon này, rất là đẹp luôn. Rồi thêm cái phần phía sau cho anh em xem cái nữa ha. Đây, đó, chân cẳng là trắng hết nha. Đó nè. Rồi con này thì nó có cái công suất là 250W, điện 100V anh em, số seri là 20164 đấy anh em nha. Đánh hai cầu AB và A cộng B, trở kháng từ 4-16 ohm tùy anh em chọn loa. Nếu anh em đánh loa 8 ohm thì đánh được hai cặp anh em đó. Rồi máy rất đẹp, hoạt động ok hết, không rọt rẹt gì hết nè, em đang cắm test nè. Bác nào yêu thì cho chốt cái là em đóng em gửi luôn, tại vì test luôn hẳn hết đó rồi. Vệ sinh sạch sẽ ha, vệ sinh mấy cái chiếc áp cho nó rẻ êm re hết rồi, không rọt rẹt gì hết nè. Em lắng nghe nè, mở nè. Rất là ok luôn, đẹp, long lanh. Rồi và những con 67 là extra với lại 37 DG là nó lên giá đó anh em nha. 8.800.000 bao ship cho anh em nha. 8.800.000 cho 67 là extra. Những con đẹp như thế này thì anh em cũng không có tiếc gì, vì chỉ có 500-300.000 thôi. Lên đúng ra là nó lên 500.000 đấy. Lên 500.000, mà tại vì giờ mình lên 500.000 quá thì khách hàng mình cũng ngán. Em sẽ lên 300 thôi. Khi nào nó tăng nữa thì em mới tăng nha. Càng ngày những cái con đẹp như này nó càng hiếm, chứ con xấu thì đầy đường anh em. Đó, anh em thấy ha, máy ok hết rồi. 8.800.000 cho con 67 lẻ tra. Thì anh em muốn tăng cái độ mạnh nữa thì chúng ta có thể kết hợp thêm một con lục xì ATE80. Ở đây em có một con về ngày hôm qua thôi. Anh em các bác kết hợp thành một combo. Rất là tuyệt vời. Đấy. Rồi thì em sẽ ráp cái nắp lại nè, gắn vào con lục xì nữa để cho anh em xem là ok thì anh em có thể chơi cả bộ combo. Với cái bộ combo này rồi thì em sẽ ráp xong đi, rồi em sẽ nói thêm anh em nha. Đây nè, đây là đúng bộ combo khi mà chúng ta ráp vào, nó sẽ như thế này, rất là đẹp ha. Để cho anh em có thêm cái gọi là, người ta gọi là trong ăn uống thì ta gọi là ăn mặn một tí ha, thì chúng ta thêm một con lục xì giống như chúng ta thêm một miếng gia vị vào, để cho cái độ mạnh của âm sắc nó khỏe hơn. Đây, đây là con lục xì SE80, con này thì rất là đẹp luôn, len can. Đấy, con này có mức giá là 6.200.000 và con Amly là 8.800.000. 8.800.000. Tổng cộng cho bộ này là 15 triệu, 15 triệu thì nếu lấy là cả combo thì em sẽ tặng cho anh em một cặp dây AV để anh em cắm kết nối từ cái lục xì đi xuống con Amly. Đấy. Rồi em quay luôn phía sau của con lọc xì để em thấy cái độ mới của nó nha anh em.
Đó em thấy nè, tích khu đắng phao ha, những cái chất cấm nó còn cực kỳ mới luôn nè. À, đây là cái chiếc áp mà đầu đầu ra nè, anh em có thể hãm xuống chút xíu để cho cái đèn nước nó nhảy cho nó hơi thấp xuống cho nó đẹp ha, tại vì mình để cao quá nó hơi cao đèn anh em thấy không? Đó. Em bớt một cái đài cho nó nhẹ xuống xíu đó. Đó. Đây em mở lớn chút xíu em bỏ lọc xì cho anh em nghe nha. Này em bỏ lọc xì nè anh em. Bỏ lọc xì là đèn nó tắt nha. Đó. Anh em cắm tai phone để nghe được cái tiếng bass nó xuống nha. Nè, bấm cái nó lên nè. Đó. Nó độ chênh lệch anh em nó thấy là tới 70, gần 60, 70 rồi nè. Đấy. Đó. Đó, thì cái độ mạnh của lọc xì nó như thế ha. Đây là hai cái sản phẩm mà combo rất là ok. Thì anh em có đánh nhiều dòng loa ở đây, loa Nhật thì em chỉ còn một đôi CS 777 755 đấy, ghép bộ này rất là ok này ha. Đây. Rồi thì đây là hai cái sản phẩm mà combo rất là ok. Thì anh em yêu sản phẩm nào thì alo ngay cho em. Với con lọc xì là 6.200.000, con âm ly là 8.800.000 đồng. Đây, giá là bao ship nên em chuyển khoản đủ giúp em nha. Còn ship còn thì anh em chuyển trước giúp em 20% và em sẽ không bao ship cho ship còn anh em nha. Dạ xin cảm ơn rất nhiều ạ.